Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một combo bộ dàn. Combo bộ dàn này với giá trị là trên 18 triệu đồng các bác nhé. Trên 18 triệu đồng thì các bác sở hữu những thiết bị gì? Thì đầu tiên nó là một chiếc mic xua u gain 12 35 mã. Rất đẹp các bác nhé. Màn hình hiển thị xua u gain 12 35 mã. Tay mic đây các bác này. Tay mic đây. Mic xua UGX 12 35 mã. Thiết bị thứ hai là một con vang Zia KM 80 bit. Con vang này với 8 chế độ các bạn nhé, và sử dụng 48 bit DSP, 8 chế độ hát khác nhau, có Bluetooth và có cổng quang các bạn nhé. Các bác lưu ý với em, Bluetooth nó sẽ tích hợp vào vỉ mạch bên trong của nó nên là nó sẽ không ăn tiền các bạn nhé. Bluetooth 4.0 các bác nhé, chứ không phải Bluetooth 3.0 nữa. Bluetooth 4.0 các bác nhá. Cổng quang Bluetooth đầy đủ. 80 bit Zia KM 80 bit. Thứ ba đó là chiếc cục đẩy MX Audio LA650. Mạch class 2H và công suất của nó là 600W một kênh. Tiếp theo nó là một đôi loa ST1KT12 dòng từ leo chép neo. Các bác có thể thấy dòng sản phẩm này thì em bán là rất tốt trên thị trường rồi, và rất nhiều bác dùng, được rất nhiều các bác tin dùng rồi các bác nhé. Thì hôm nay xin giới thiệu tới các bác bộ combo cơ hình với giá trị là trên 18 triệu đồng. Các bác có thể sử dụng đánh trong phòng 25-30m2. Với con vang này thì nó có tổng là 8 chế độ hát các bác nhé. Tổng là 8 chế độ. Delay Room Echo, Reverb Echo cộng Reverb, Stereo Reverb Room, Stereo Delay và hát. Thường thì gia đình dùng thì khuyên các bác nên dùng chế độ 5 và hoặc là chế độ 6. Echo cộng Reverb và Stereo Reverb Room. Chế độ Stereo Reverb Zoom này thì nó sẽ có chế độ đảo loa cho các bác. Stereo Reverb Zoom sẽ có chế độ đảo loa, có delay repeat và reverb riêng. Các cái volume mic có exciter lồng tiếng các bác nhé. Có Bluetooth tích hợp trong vỉ mạch. Và chiếc mic UGX12 35 mã. Tay mic màu đen xám các bác nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là chế độ 5, chế độ Eco cộng Reverb. Sang chế độ 6 các bạn nhé, là Stereo Reverb Zoom. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bác đeo tai nghe vào thì các bác sẽ cảm nhận được chế độ Stereo đảo loa. Nó sẽ là đảo loa từ bên tay trái sang tay phải, nó cứ đảo về nhau. Nghe rất là chuyên nghiệp các bạn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Những bác nào có nhu cầu mua lẻ các thiết bị thì em xin báo giá, đó là mic UGX 12 35 mã, giá 2.200.000. Vang Zia KM 80 bit với 8 chế độ và có dị vật, giá 2.600.000 đồng. Cục đẩy MX Audio LA650, chạy mạch class 2H 600W trên 1 kênh, với giá là 4.300.000 chưa bao ship. Và đôi loa ST1KT12 với giá là 9.500.000 đồng các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại trên dưới em với, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Bên em thì giao hàng toàn quốc. Xin chào tất cả các bác, và hẹn các bác ở các video clip lần sau.